Xin chào, rất vui được gặp lại tất cả mọi người. Trong clip ngày hôm nay, Duy Nguyễn sẽ giới thiệu đến tất cả quý vị một combo hoàn hảo đến từ Italia, thương hiệu Broel. Và như chúng ta đã biết, Broel có một lịch sử hình thành rất là lâu đời tại Ý và họ luôn cho cập nhật những cái sản phẩm biểu diễn chuyên nghiệp. Cho đến thời điểm hiện tại thì Broel cũng đã phổ biến rất là rộng rãi tại thị trường Việt Nam. Và ngay sau lưng Duy Nguyễn đây là bộ đôi Mixer MQ12 USB cùng với lại hai chiếc loa cột Broel Season 1. Như vậy với combo này, chúng ta có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu từ việc karaoke gia đình hoặc là biểu diễn tại các quán hát, phòng trà hay là biểu diễn acoustic đều rất là phù hợp. Đây là một bộ đôi loa cột biểu diễn với công suất 400W công suất thực cho mỗi bên và phía trên sẽ được sở hữu 4 loa switch cùng với lại một loa siêu trầm bên dưới. Chúng ta sẽ không cần phải kết hợp thêm bất kỳ loa sub hay là các loa khác đi kèm. Còn về mixer MQ USB 12 đã được tích hợp sẵn một bộ trộn off-fake hiệu ứng 99 hiệu ứng rất là tuyệt vời, hỗ trợ cho chúng ta trong việc karaoke và có thể hòa trộn các loại nhạc cụ khác nhau. Chiếc mixer này có tổng cộng là 12 đường line đầu vào, 2 ngõ main out, đồng thời còn có thêm group 1, group 2 để cho chúng ta chia sẻ ra các thiết bị như là loa monitor hay là mở rộng loa khác. Điều mà làm cho mình yêu thích nhất trên cái chiếc Mixer MQ12 này đó chính là một cái bộ compressor hoạt động rất là tuyệt vời. Với tính năng compressor này thì vừa hỗ trợ rất tốt cho giọng hát của chúng ta và vừa bảo vệ cho những chiếc loa thân yêu trong gia đình. Bây giờ thì Duy Nguyễn sẽ quay cận chiếc Mixer này và giới thiệu từ cái tính năng hiện có trong Mixer này cho người nắm rõ thông tin hết. Phía bên trên này chúng ta sẽ có được 8 cái cổng đầu vào nha mọi người. Chúng ta có thể dễ dàng cho 4 micro vào đây. Đó, còn ở đây chúng ta sẽ sử dụng cho nhạc cụ và cũng như là ở đây cũng vậy, chúng ta sẽ có những cổng dành cho nhạc cụ stereo. Thì 4 ngõ đầu vào đầu tiên 1, 2, 3, 4 chúng ta đều có low cut hết. Thì đối với lại micro biểu diễn á, chúng ta nên bật cái tính năng low cut này lên để cho nó loại bỏ hoàn toàn đi những cái tần số thấp của giọng hát, những cái tần số không mong muốn và nó dễ gây ra hú rít cái phần loa trầm đó các bạn. Đó, thì Duy Nguyễn sẽ cắt nó để cho tiếng hát của chúng ta nó trong trẻo và nó mượt mà hơn. Phía bên trên đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chúng ta sẽ có 6 gain đầu vào độc lập cho từng kênh đầu tiên. Đấy, và 6 cái bộ khuếch đại âm thanh này rất là tuyệt vời nha mọi người. Đó, một cái bộ khuếch đại cực kỳ nổi tiếng của Broel. Một cái chất âm tinh khiết và khi chúng ta càng vặn to nó càng trong trẻo và nó không bị biến dạng giọng hát giống như là những cái chiếc mixer rẻ tiền. Còn 4 nút màu cam ở đây là 4 cái nút compressor tự động. Thì khi chúng ta càng vặn nhỏ nó về thì nó sẽ không hoạt động, và khi chúng ta tăng nó lên nó sẽ hoạt động tốt hơn. Thì với tính năng compressor này nó sẽ vừa tối ưu cho giọng hát của chúng ta. Khi chúng ta hát nhỏ thì nó vẫn to, và khi chúng ta hát vượt ngưỡng thì nó sẽ tự động bóp lại làm sao cho nó đều và nó sẽ hòa nhập với lại cái bài nhạc hơn đấy mọi người. Ở đây thì compressor Duy Nguyễn cho độ tầm khoảng 30-40%, không cho quá nhiều. Alo, 1, 2. Rồi về ba nút màu xanh ở đây sẽ là 3 nút EQ điều chỉnh độc lập, bass, trung, treble. Tùy vào thiết bị mà chúng ta sẽ điều chỉnh làm sao cho nó phù hợp với lại cái màu sắc của cái micro nha mọi người. Và cổng ốc 1 để chúng ta phối ghép với lại các cái hiệu ứng bên ngoài, các thiết bị bên ngoài. Các cổng ốc màu trắng ở đây sẽ là send effect cho mixer từng kênh riêng biệt. Và các nút đỏ sẽ là ban trái phải. Đấy, ban trái, ban phải. Rồi, và mỗi một kênh ở đây đều có cái nút cầm hết nha mọi người. Nó sẽ đều có cái nút boost hết. Chúng ta muốn tắt nhanh cái nút nào đó, chúng ta chỉ cần bấm là nó sẽ ngắt ngay tín hiệu tức thời. Đó, rất là dễ kiểm soát trong cái môi trường làm việc chuyên nghiệp nha mọi người. Còn nút mic 1, 2 ở đây thì để nó sẽ trộn. Đó, nó sẽ trộn kênh 1 và kênh 2 với nhau đấy mọi người. Đấy. Và BFL sẽ là nút để mà điều khiển đo mức dB, đo mức dB của từng kênh riêng biệt. Ngoài ra thì nút BFL này nó còn có giá trị sử dụng trong các phần mềm máy tính nè mọi người. Khi mà chúng ta không muốn nghe bất kỳ một cái kênh nào đó, chúng ta có thể tắt bật nó luôn cũng được luôn.
Tiếp theo sau đó chúng ta sẽ có rút 1 và rút 2 để phối ghép với các loa monitor cạnh tròn hoặc là loa sub đi kèm. Đấy, main mic thì sẽ nằm ở đây. Rồi, bổ trộm của ta đây. Đây chính là trái tim của chiếc mixer MQ12 USB với 99 preset đã được nhà sản xuất thiết lập sẵn. Thì với 99 hiệu ứng này, chúng ta sẽ rất là dễ dàng tùy biến. Đó, rất là dễ dàng tùy biến, chỉ một nút xoay như thế này đây. Chúng ta có thể chọn một cái chương trình yêu thích và chọn. Tiếp theo sau đó đẩy cần FX lên thì nó sẽ thể hiện cái effect cho chúng ta nghe. Và nếu chúng ta thích cái effect đó, chúng ta sẽ ghi lại, sau này chúng ta sẽ sử dụng luôn. Alo, 1, 2. Thì cái bộ trộn này á, nó làm cho Duy Nguyễn rất thích. Tại vì từng cái tính năng trong bộ trộn này, từng cái reset nó đều rất là hiệu quả. Và bất kể một cái reset nào cũng vậy đều hoạt động trơn tru và rất hay. Nó không giống như những cái bộ trộn thông thường đâu mọi người. Đó, một cái chiếc mixer khi mà nó đã lên đến cái trình chuyên nghiệp rồi thì cái bộ effect của nó rất là đáng giá nha mọi người. Nó sẽ không giống như những chiếc mixer rẻ tiền. 1, 2. Đó, mượt mà và nó vẫn rõ cái giọng hát chính nha. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10. Chúng ta nên bật main mic để cho nó hiển thị cái sóng âm ở đây. Đó, còn nếu chúng ta muốn cho hiển thị từng kênh thì chúng ta có thể bật ở đây, nó sẽ hiển thị từng kênh. 1, 2. Đó, coi từng kênh nè, đây là kênh 1 nè. 1, 2. Đó, còn main mic ở đây thì nó sẽ hiển thị tổng thể luôn. Phía bên trên thì chỉ có đúng một cổng USB mà thôi. Thì cái cổng USB này á sẽ giúp cho tất cả mọi người kết hợp chiếc mixer này với lại máy tính để phát nhạc hoặc là phát live stream. Đó, hoặc là kết nối với lại những cái phần mềm thu âm chuyên nghiệp như là Cubase chẳng hạn. Đó, và cũng có cổng bông sen đầy đủ ha. Ở đây đầu vào chúng ta có cổng bông sen, có 6 ly đầy đủ hết. Có cổng phone để cắm tai nghe. Rồi AUX1, AUX2 để xem hiệu ứng ra ngoài. Rồi control room để điều khiển phần mềm. Đó, thì cái control room này rất là giá trị nha mọi người. Đó, một cái chiếc mixer mà có cái tính năng này thì nó sẽ giúp cho các bạn kiểm soát phần mềm rất tốt ha. Cơ bản là vậy. Đó, còn về chất âm thì nãy giờ mọi người nghe, mọi người cũng đã đánh giá được rồi. Đó, khi mà kết hợp chiếc mixer MQ12 USB này cùng với lại bộ đôi loa cổ thì nó cho một cái chất âm nó khá là phù hợp với nhau. Đó, giọng hát của Duy Nguyễn nó cũng trong, nó bay. Đó, và nó cực kỳ tròn trịa. Cái dãy EQ nó từ bass cho đến chép rất là tròn trịa ha. Ok, rồi. Và bây giờ Duy Nguyễn sẽ test một cái bài hát để cho mọi người nghe rõ cái chất âm của chiếc mixer này. Đang ung dung trên trời thì đạp mây xanh hôm nay xuống chơi. Anh hôm nay hơi buồn thấy em tự nhiên thánh thơi. Em đang cô đơn thì bằng tay đâu đưa đây. Coi như cho qua năm sau đám cưới liền tay. Đó ngày mùng 2 cách ai đi nhiều. Em ơi em ở đâu, anh mang trầu cao qua anh rước dâu luôn. Mai đây ta sang giàu quá xa to thật khó rau muống. Thắm thiết xe mặn nồng yêu đương lắm mến mong. Vậy thì còn cần chờ chi nữa, ngày mình bên nhau. Ngày mình bên nhau à ao. Ngày mình bên nhau dây tơ hồng lại nói thành đôi. Anh thiếu em như đang lục tìm mất thứ gì. Người chiều anh đi em sẽ được rất nhiều. Đời không đắn đo ta cần chi phải lo. Vì mình thương nhau nên dây tơ hồng lại nói thành đôi. Anh thấy vui hơn khi hai gia đình mình nghĩa tình. Tình tan xa gần cuộc đời đâu xa thế. Trên dưới phu thế hai đứa về bên nhau. Ok, rồi và bây giờ là âm thanh của micro khi được phối ghép cùng với lại mixer và một cái bộ trộn hiệu ứng số 76. Duy Nguyễn sẽ cân chỉnh một cái effect nào đó nghe cho nó vừa phải. Alo, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10. Oh!
ngất ngây, đôi ta cùng say sưa dịu nhau dưới ánh đèn mỏng. Môi em tươi xinh từ như đóa hoa khiến cho lòng anh càng thêm cuồng si đắm say. Đêm yêu đương em anh vui lên phố, đêm yêu đương của riêng đôi ta. Đêm yêu đương và bao đam mê, đêm yêu đương của riêng chúng mình. Rằng anh yêu em. Season 1 này thì nó sẽ phù hợp với lại các không gian trong gia đình nha mọi người. Chúng ta có thể bố trí trong những cái phòng khách độ tầm khoảng dưới 40m2 thì nó sẽ thể hiện rất tốt với một cái công suất nó cũng khá là lớn ha. Mỗi một con như vậy là 400W thì dư sức cho mọi người cân những cái phòng lớn, hoặc là chúng ta có thể sử dụng trong những cái quán cà phê, phòng trà vừa và nhỏ, chúng ta phối ghép để biểu diễn acoustic chẳng hạn. Còn đối với lại những cái môi trường rộng lớn hơn thì chúng ta cần phải phối ghép MQ 12 USB này với lại những cái chiếc loa lớn hơn, hoặc là phối ghép vào đẩy đó, chơi những cái cặp loa lớn thì nó mới phát huy hết được cái công dụng của nó ha. Đó, còn trong clip này thì Duy Nguyễn chỉ phối ghép một cái thương hiệu Roel với nhau, tức nghĩa là mixer cũng đến từ thương hiệu Roel và loa cũng là Roel, để xem cái mức mà đáp ứng của nó tới đâu. Thì khi mà Duy Nguyễn phối ghép cặp loa này với lại những dòng vang số hay là vang cơ á, thì nó chưa có phát huy hết được cái khả năng tối ưu của nó. Nhưng mà khi kết hợp cùng với lại mixer Roel thì nó hầu như là rất là tuyệt vời quý vị.
đấy, thì đây là sẽ là một cái combo lựa chọn rất tốt cho những cái mô hình vừa và nhỏ ha. Hiện tại thì cái mức giá niêm yết dành cho Mixer RL này 12 USB đó là 16.900.000 đồng. Đấy, mức giá niêm yết cho chiếc Mixer này là 16.900.000 đồng. Còn về loa thì nó sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn để cho chúng ta phối ghép ha. Còn nếu như các bạn yêu thích cái dòng loa đến từ thương hiệu RL thì mọi người cũng có thể cân nhắc đến cái dòng loa Season 1 này. Một chiếc, một bộ đôi nó chỉ trong tầm giá khoảng 15 triệu đồng. Đó là chúng ta đã sở hữu được bộ đôi loa cổ thần thánh này. Còn bây giờ thì Dương Nguyễn cảm ơn tất cả mọi người đã cùng với Dương Nguyễn đồng hành hết clip ngày hôm nay. Nếu như chúng ta còn thắc mắc về vấn đề nào đó, chúng ta có thể call về số hotline được để bên trên màn hình để Dương Nguyễn tư vấn và báo giá trực tiếp cho mọi người nhé. Còn bây giờ thì Dương Nguyễn xin phép mến chào tất cả mọi người.